Kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em có mấy cái sản phẩm thanh lý cho các bác, giá khá tốt thôi chứ không nói là cực rẻ được. Cực rẻ thì lỗ nhiều quá. Hàng này là em thu hồi của khách, cộng với là một số hàng là bắt nợ của những vị khách vui tính. Đấy. Tầm này là cũng ê lắm rồi. Nhiều anh em là ế ngồi như trên đống lửa, thằng nào đâu như kiểu ngồi trên đống rơm, ông nào mà ghét ông cho một mồi nửa cái là thôi cả đống rơm lẫn người là hóa vàng luôn các bác nhá. Thì hôm nay em thanh lý cho các bác là một chiếc Socap EFX12. Con này thì máy hoạt động bình thường, không có lỗi làm gì, chưa có lỗi làm gì các bác nhé. Máy hoạt động bình thường, hàng thu hồi của khách. Con này thì em bán cho các bác là 900.000, rẻ như một cái vang số, rẻ như một cái vang cơ. 900.000 rẻ như một cái vang cơ, mà nó có tận là 12 đường nai hoặc mic input. Đấy. Các bác mua cái vang cơ được không? Ok, các bác mua vang cơ được, coi như nó hay đi. Nhưng con này nó xử lý được nha, tận 12 cửa mic hoặc 12 đường nai nhạc input đầu vào. Con này đã xử lý đã được nhiều cửa mic hơn, chỉnh chi tiết hơn. Nó có HF tức là check này, min F tức là giải trung âm này. Nó kéo từ 150Hz đến 3,5kHz. Một cần norm này, với hai cửa nó có một cửa AUX để các bác xuất ra thiết bị để lấy FX. Đấy. Thì đây các bác có stem 1, stem 2 để lấy đường intro phản hồi, thì nó sẽ làm cái nhiệm vụ như thế. Nói chung là con này rất là rẻ. Tiếp theo, một chiếc equalizer limit. Đây. Con này vừa là equalizer, vừa là limit luôn. Đấy nhá, con này là hàng thu hồi của khách. Con này trên thị trường các bác mua mới thì nó vào tầm 1,8-2 triệu. Mới nhá, 1,8-2 triệu. Còn các bác nào lấy này thì em đang bán 700. Đấy, máy hoạt động hoàn toàn bình thường. Hàng này là em thu hồi của khách, bắt nợ, được chưa? Bắt nợ, ok. Tiếp theo là một chiếc vang số GK Gabbiking KV6000. Con này không có phần mềm. Con này nó cũng hàng bắt nợ của khách. Nắp cho khách xong cuối cùng là nợ. Mỗi tháng giỏi gọi điện thì hẹn lên hẹn xuống cu quá. Em sang em văn cho 15 phút xong bắt đầu là thôi, không nói nhiều. Anh em bê hàng về. Đấy, văn được có 15 phút thôi. Thì khách cứ nhìn nhèo đòi giảm giá xong giả tính luôn, em chơi thẳng luôn, tốt nhất là bê về. Không có nhìn nhèo. Không có nhìn nhèo nữa. Con này thì máy móc hoạt động bình thường các bác nhé, không có lỗi làm gì đâu. Hàng nguyên zin. Đấy, nắp là hàng bãi, về bây giờ bán cắt lỗ cho các bác. Con này mới nó vào 1,2 triệu. Bây giờ em bán cắt lỗ cho các bác là 800. Máy hoạt động bình thường nhé, 800. Tiếp theo nữa là một chiếc cốt cơ. Con này thì hàng thu hồi của khách. Đấy, con này là hàng thu hồi của khách. Con này là hàng thua của khách bác nhá. Giá là 600.000. 600.000. Máy móc hoạt động bình thường, không có lỗi làm gì. 600.000 nhá. Con này máy Trung Quốc. Và cuối cùng, một chiếc cốt cơ hàng xịn. Như trong nhiều video lần trước em có giới thiệu. Con này là máy xịn, chính hãng của DBX và giá vẫn là 1,2 triệu. Được chưa? Giá vẫn là 1,2 triệu. Các bác nào dùng các đồ analog ấy, các bác nhìn này. Máy nó xịn. Nhìn cái mạch này. Mạch của nó linh kiện, toàn linh kiện cao cấp hết. Nhìn linh kiện nó khôn. Này. Tất cả là đều nằm trong đây hết. Đấy. Chân má tiếp xúc bằng đồng nằm trong đây hết, không có bụi bẩn. Nhiều con đời cao cấp thì nó sử dụng là chân đồng, mạ thêm chổi than nữa. Đấy. Tráng thêm chổi than nữa. Đấy. Nên là linh kiện của nó rất là cao cấp. Tụ của nó là toàn tụ xịn hết. Đấy. Các bác nhìn máy thì biết. Và cái hàng xịn ấy, các bác nhìn cái dây giác của nó này, giác cắm của nó rất là xịn. Rất là xịn, xịn từ cái dây giác trở đi. Con này là đời EU nhá, đời quốc tế nhá. Con này là máy EU, đây là cái nắp nhôm của nắp sắt của nó. DBX. Máy xịn nhá. Con này thì giác đằng sau đường ra của nó là 6 ly. Đấy.
máy xịn 1,2 triệu nhé, 1,2 triệu thì em mới bán được, còn không là em không bán được đâu. Còn ngoài ra thì còn mấy sản phẩm nữa thì em sẽ báo giá sau. Thì nói chung là con này giá gần như là rẻ nhất, rẻ vô đối. Các bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em. Giá nó rẻ hơn cả vàng cơ. Vàng cơ các bác mua mới nó loanh quanh tầm trên dưới 1 triệu, hát được trên dưới 1 triệu. Nhiều chức năng thì con lý nó không không nó sẽ hơn con này rất là nhiều. Con này nó không nhiều chức năng như một số dòng vàng cơ, các cái dòng nhái của nick niếc gì ấy thì con này nó không ăn được. Nó chỉ có nhiều nai input để các bác ghép bàn nhạc. Các bác nào mới mở phòng trà mà đầu tư chi phí hạn hẹp thì các bác mua mấy cái đồ hình đi của em về hợp lý luôn. Riêng một con này là có đánh được nguyên một cái ban nhạc một đai band. Con này là em bán rồi, sau đó là phải thu hồi lại, bắt nợ khách. Đấy, nợ tiền lâu quá không đòi được, nắp trong từ trước Tết, sát Tết nắp mà bây giờ mới đi đòi về nhục. Đây nữa, một chiếc xúc này nữa. Chiếc xúc này là thùng là Việt Nam nhưng mà củ loa là bãi xịn. Con này thì giá bên em đang bán là 3,5 triệu bao ship nhé. Đánh tiếng khá là hay. Đấy, đánh tiếng khá là mềm và hay. Còn vài cái đồ thanh lý nữa, vài cái loa nữa thì em sẽ thanh lý trong clip lần sau. Thì đây tiện cái em quay luôn cái con xúc kia thôi. Đấy. Xúc con này là bát của nó là gân cao su to. Đấy, màng giả carbon chứ không phải là màng carbon. Từ 190 côn 76. Lại con xúc ấy. Bát ở trong cái thùng này, còn thùng là thùng Việt Nam. Thùng bãi xịn. Thì em sẽ quay trong clip lần sau. Thì đây trên đây là một số cái sản phẩm như thanh lý nhá. Con kia là 1,2 triệu này. Đấy, con kia 1,2 triệu. Đấy, con này là chỉ có 600.000 thôi. Đấy. Nói chung là giá rất là rẻ rồi. Anh em nào, các bác nào có quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Video đến đây là kết thúc. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì cứ liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.